Như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình thành phố hôm nay với chuyên mục Cà phê sáng. Và chúng ta sẽ cùng điểm lại lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh thông qua câu chuyện về các tháp đồng hồ tại thành phố. Trên đường Nguyễn Huệ có một cái bùng binh nhỏ và trung tâm của nó là một tháp đồng hồ. Tháp tuy không lớn nhưng mà đây là một điểm nhấn kiến trúc khá thú vị trên con đường hoa trứ danh này. Đặc biệt tháp đồng hồ này đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Vào năm 1960 thì hãng đồng hồ Orient đã tặng cho nhân dân của Sài Gòn một đồng hồ bốn mặt để tô điểm thêm cho con đường hoa lệ bậc nhất của thành phố thời bấy giờ. Và tuy là tháp đồng hồ này khá nhỏ và xây dựng cũng khá là đơn giản nhưng mà từ lâu đã trở thành một phần hồn của đường Nguyễn Huệ. Từ năm 2008 thì tháp đồng hồ Orion không còn đặt ở vị trí đó nữa, mà thay vào đó là một tháp đồng hồ mới với lối kiến trúc hiện đại hơn và đậm chất nghệ thuật hơn. Thay vì đặt trên những trụ đơn giản thì chiếc đồng hồ được đặt trên cánh hoa sen cách điệu, làm tôn thêm vẻ duyên dáng và kiêu sa của đường Nguyễn Huệ. Bên cạnh tháp đồng hồ trên đường Nguyễn Huệ thì có một tháp đồng hồ khác cũng nổi tiếng không kém, đó là tháp đồng hồ tại chợ Bến Thành. Nhắc đến Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh thì người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh chợ Bến Thành với hình ảnh của một tháp đồng hồ đặt ngay lối vào chính. Từ lâu thì ngọn tháp đồng hồ này đã là một cái linh hồn của chợ Bến Thành và trở thành biểu trưng của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh với không khí mua bán giao dịch hàng hóa tấp nập suốt ngày đêm. Chợ Bến Thành qua nhiều lần sửa chữa cho nên là cấu trúc của nó cũng đã thay đổi rất là nhiều qua năm tháng. Và đặc biệt là đáng kể nhất là năm 1975, chợ Bến Thành được đầu tư nâng cấp trở nên to đẹp hơn rất là nhiều lần. Hay như lần thay đổi vào năm 1985, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được sửa chữa lại đẹp hơn. Tuy nhiên vẫn có một nơi duy nhất hầu như không thay đổi, đó chính là tháp đồng hồ. Cũng là vì hình ảnh đặc trưng của chợ Bến Thành nên sau năm 1975, khi mà nhiều người Việt chúng ta ra định cư ở nước ngoài, đã cho dựng lại hình ảnh chợ Bến Thành với tháp đồng hồ đặc trưng tại nhiều thành phố trên thế giới. Vì vậy ngày nay tháp đồng hồ tại chợ Bến Thành có khá nhiều phiên bản ở nước ngoài.